Chào cả nhà nha. Chiều hôm nay thì có được một mớ hào của anh Thống gửi cho mấy chú cháu mình để nhậu sương sương. Bây giờ thì cậu Tư đang chuẩn bị làm món. Thì hôm nay mình sẽ làm mấy món cậu Tư? Mình làm hai món. Dạ. Hào nướng với hào là mình nấu cháo. Dạ, cái phần này thì mình sẽ nướng, còn phần bên đây mình sẽ nấu cháo. Dạ, hào này thì mình đã được tách ruột ra rồi. Rồi đúng rồi. Để nấu cháo cho tiện. Bắt lửa lên đặng mình làm mỡ thơm, đặng mình xào cái này, đặng mình để vô cháo. Dạ. Còn chú hai phía bên kia thì đang bào bạc hà để mình làm gỏi nha, khô cá lóc với khô cá chê. Khi mà cái này nó đã thơm rồi thì bắt đầu mình để hào vô. Dạ. Khi mình xào cho nó săn rồi bắt đầu mình đem gia vị, đưa gia vị vô đó. Dạ. Chắc có lẽ cậu Tư nấu món này cũng lần đầu tiên ha. À, đúng rồi, cái này cũng như là mình mới làm đầu tiên. Hôm nay chú Năm, cậu Út với cậu Chính khỏe rồi. Ngồi trong không ạ? Dạ, không còn món nào để làm. Không có chứ, uống trà. Ờ, uống nước trà. Chút nữa không có chê khen nha. Không có chê nha. Đầu bếp miệt vườn mình làm là sao ăn vậy nha, không có chê đó. Đó, khi đã, nó cái này cũng đã săn rồi đó, mình đưa gia vị vô được rồi đó cho nó thấm nè. Thì đầu tiên là mình đưa vô miếng bột ngọt đi. Nè, úp lên. Phần này cũng lên. Sau đó mình để miếng mắm vô. Xào lên cho nó đều nè, cho nó thấm gia vị nè. Dạ. Thơm cái. Vậy là bây giờ mình sẽ nhắc cái này xuống để bắt nồi cháo lên. Đúng rồi, nhắc cái này xuống để chín rồi đó, hào này chỉ cần vậy là chín rồi đó. Đúng rồi, nó nhát lửa lắm. Đang lấy giùm hủ tiêu anh đây. Cháo giờ sâu rồi mình thả nấm vô đi. Dạ. Cho ngọt hứa ha. À, cho nấm vô đi. Cái con ếch nái thịt nó ăn dai lắm, giống như ăn thịt gà vậy cô. Cái đó mà xào lăn. Xào lăn đâu bằng nướng. Dạ, nướng ngon nữa hả? Nướng để nguyên chui á. Nguyên da luôn. Để nguyên da luôn, nhưng mà trước khi ấy là phải làm da cho nó sạch. À, làm lông hả? Làm lông đó hả? Dạ. Thảo da cho sạch. Cậu Lưng nay giỏi ha, vừa nướng hào mà vừa làm phụ bếp cho cậu Tư luôn. giờ nó lên tầm cao rồi. Món cháo này thì mình cũng để là đường, muối, bột ngọt với lại nước mắm. Quan trọng là mình phải có nước mắm để cho thơm. Để qua coi cái món chú hai tới đâu rồi. Bên đây hiện tại sắp xong rồi nha. Chú hai 50-50 rồi đó. Yeah. Lương cá lóc với lại cá chê. Cá lóc, cá chê nữa. Ừ, cá chê đó không? Cá chê trắng. Ồ, cá chê trắng làm khô á. Dạ, yeah, cũng lâu lắm rồi con mới thấy á. Thường thì ăn khô cá lóc nhiều. Xé mà trộn gỏi này thứ gì chịu nổi hả cậu Tư? Cá này để lâu ăn gắt dầu phải không chú hai? Dạ đúng rồi, nói với cái dồ á, để lâu là gắt dầu. Này cũng làm rồi chừng vài bữa ăn. Vài bữa ăn à. Như nhà có tủ lạnh có hoa dầu đâu cô. Cái này mà nếu mà anh muốn để ăn lâu á thì anh phải một lớp khô, một lớp cháo. Lớp khô, lớp cháo, lớp khô, lớp cháo gì đó. À cho nó hút. Thì trong cái gỏi này mình cũng trộn gia vị là đường với lại nước mắm, một ít bột ngọt. À, những hơi chanh. Dạ. Rồi bây giờ cái như cháo mình nấu nãy giờ để nấm vô là đạt cũng đã chín rồi, giờ mình để hào vô. Cháo này chất lượng luôn ha, cậu Tư. Ngon à. Đó, giờ cái này cũng đã sâu rồi đó, bắt đầu mình đem lại thử coi. Dạ. Cái này còn nhiều
thiêu nước mắm nha nha. Nước mắm xào lưng nè. Rồi dùng miếng nước mắm quá. Anh Đen bữa nay bị trọng thương rồi phải không anh Đen? Nên trọng thương rồi, hôm nay sẽ không có nhậu được, không có lai gai được. Người ta hai tiếp đây mà. Ô, món của chú hai bén ghê. Cái này chút nữa đây là mình sẽ bắt lên cái bếp liêu ghiêu lửa mình ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mình để lên bếp ga như vậy nè. Mình sẽ để rau bẹ xanh, kẹo bẹ xanh vô chén á, cái mình múc vô ăn luôn. Vô là ngon luôn á. Trời ơi, uống ly rượu nữa. Uống vô thuốc rồi đó. Thứ gì chịu đâu. Em đi lên động ha, là chiều cái đầu người hơn món. Ông thì chạch lấu, ông thì lương, ông thì khô vậy đó, mà con súng mình nhổ chứ động mới xong á. Rượu thì bắt ốc bu vàng bán mua rượu. Dạ. Tốn gì hết. Hỏi tốn gì chơi hả? À. Chắc bếp bây giờ mình đưa vô cái mỗi thứ như thứ. Vậy là hành gừng. Với lại hành phi. Cho hành vô con mỡ đi. Với gừng. Rồi. Đấy, nồi cháo về đã xong rồi đó. Dạ. Rồi con cứ qua kia nhường vị trí rồi cho con. Rồi. Dạ, chưa mới đó để mình định lên mặt ha. À, em ở dưới ghe thì có khách tới, ví dụ như là lấy khô qua trong gõ về nhậu cũng được ha. Nó có tốn tiền gì đó. Anh đâu có đòi hỏi đâu đi đâu được đâu, đòi hỏi mua này mua kia. Đâu có cho lên bờ đâu, đòi đi đâu. Giờ tôi nấu rồi, cho tôi qua uống nước trà với chứ. Qua nha, qua nha. Có khách trồng gõ chi lâu. Nấu nêm bây giờ khách chú nướng cái đem tay gùn ra rồi là quất trồng gõ lâu nữa. Rồi dưới lên trên đồng anh biết có mắm, mình làm mắm cá lóc rồi đó. Cái đầu lấy ra, cái chân cái nhảy xuống nhổ bạn hẹ đồng á. Trời thế đó là thôi. Lên này bông súng. Hẹ nước á ha. Kêu bằng hẹ nước ha. Hẹ nước là ăn. Hẹ nước á nó nhổ người ta bán đó con, nhổ người ta bán con ghe con ghe. Cái đó ăn với mắm mắm cũng ngon lắm á. Đó là. Với mã đề. Mã đề với hẹ nước là ngon lắm á. Hẹ nước giờ ta mua nước ta nhổ lắm. Cái đó là cái dùng ở trên để cho tôi xác coi nè. Đất phèn mới còn chứ dùng mình đây không còn nữa. Nó có gãy phân nữa nghe. Gãy phân cho nó non mà. Gãy phân cho dược là nó nhổ bán á. Nhưng mình nhổ mình ăn thì được, nó không có ấy, còn của người ta chồng tao bán tao đâu. Hẹ nước cái đó mình nấu cháo mình thả vô cháo là cũng ngon luôn đó. Thả vô cháo ăn với cháo cũng ngon. Cái đó là kêu rau sạch đó. Đó là sạch. Chăm chăm nó nằm dưới nước mà đâu có đâu có sụt thuốc men gì hết đâu mà. Hôm nay là đúng sở trường Út Lưng rồi tổ quay. Chùm nướng. Chùm nướng với chùm nạo dừa. Đó, giờ mình sẽ đổ vô hành. Mình làm theo cái cách này thì cọng hành nó sẽ xanh. Đúng rồi. Lưng cũng làm bài bản quá ha. Nhiên rồi. Nghề nghiệp mà có nhiêu đó gán đeo chưa. Mỗi trận nhậu đầu cũng làm phải nấu trong một phải này chứ. Thật ra cái kênh nét quê của mình Út Lưng mới là diễn viên chính. Tại vì tập nào cũng có cái bản mặt của nó chứ. Ồ, thành phẩm rồi ha. Nguyên diện cơm. Dạ, nguyên diện cơm. Rồi, cảm ơn chú hai. Quá đẹp luôn. Em hồi xưa em dặm dấu ha. Là đi về là cá lóc hay là đựng để trong cặp xuồng hay là muốn đầy luôn. Xưa em nằm giấu canh nước kìa, mới vừa giật gồng rồi đi lại ngồi đó rồi cắm bẹo sẵn rồi để người ta dặm. Nhiều người làm lắm chứ. Nhiều người lắm. Chị ơi, thì chú cầm xuống đó là người ta biết có người dặm khúc đó rồi. Cầm cái đầu vuốt cái đất xình lên ha, cho người ta thấy đất xình mới ha, rồi là mình sao cầm bẹ không chứ. Cầm bẹo à. Bẹo vô, bẹo người ta dặm trùng dấu mình sao. Bây giờ heo vậy là chính cái đất mình sẽ nó phộng vô. Chứ nó phộng vô. Cái này chính trước rồi, gấp ra. Quá ngon luôn rồi. Thơm quá thơm. Cảm ơn anh Thống cũng gửi mỡ hào về chiều mấy anh em làm ưng xương.
Thôi giờ cũng mời anh Thống rồi, mời cả nhà ha, mời cả nhà dùng. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Bên đây thì có gì hào nướng, bên kia thì cũng đã có rồi ha. Có rồi. Dạ. Rồi. Mời. 1 2 3 vô. Bây giờ thử con hào này coi sao. Chú Năm đã giờ có ăn chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy chú Năm ăn hào nướng trước đi. Chưa ăn hả? Cái anh hai chồng của này ngon quá ta. Nấu trộn ăn trộn vậy nữa nghe. Mốt trộn nữa nha. Ê, chuyện cái gì tôi xuất cái này cho để bên đây một dĩa nữa mới được. Dạ, đúng rồi. Chú Năm à, cảm nhận đầu tiên mà ăn con hào nướng hay như thế nào? Rất ngon. Giống nhất là cái ốc lưng ớt vô đó. Dạ. Nó ngon. Dạ. Nó không giống như con dẹm ha? Không giống như. Mốt mình đặt 12 cửa ngục gán dính dài hào mình nhậu chứ chú Năm. Nói gì chứ nói với ốc lưng làm đồ nướng thì thôi, khỏi chê. Đặt cửa ngục là vô ốc rồi à. Vô chứ. Cái này mình bỏ vô đây không? Có hào này nó chạy. À, cái đầu hành mình bỏ vô ha, còn cái cháo khi nào mình ăn mình sẽ để cái rau này vô chén, mình múc vô chén mình ăn, vậy nó sẽ ngon hơn. Lên vô cậu Tư ơi, rồi. Uống xỉn xỉn đừng hát mới được chứ. Thôi uống chưa xỉn nhạc nó không về sao hát. Phải vô rồi dài ba ly rồi cho nó bị máu văn nghệ nổi lên nổi chứ, để thôi sau khi mình chưa có ngủ cái mình ưa quên, vì mình dân không chuyên nghiệp mà, ưa quên. Với lại khi mà chưa xỉn thì mình không có cảm hứng để mình hát. cái gì phải có chút rượu vô hát mới hay. Có tinh thần phấn khởi đâu, vui. Đám tiệc mới đầu cũng có ca như cái dàn kéo kéo thôi, nhạc sống gì đó. Yeah. Nhưng mà mới đầu chưa xỉn, chưa ai dành mi ca, tới chừng xỉn rồi giật mi với nhau mà có thể cự lộn. Cái đó gọi là hiện tượng mà giật mic để hát đó. Đúng rồi đó cậu Chính. Cậu Chính này ăn thấy sành điệu. Đúng bài này cũng là lần thứ hai thứ ba ăn hào hả? Thứ hai. À, thứ hai. Trước thì mình ăn hải sản của anh Mười. Rồi. Lúc đó như là nướng mỡ hành phải không? Dạ, nướng mỡ hành. Bữa nay có món nấu cháo nè. Con thử nấu cháo từ đó giờ mới ăn luôn nè. Vừa cái hành cộng vô cái ăn thử rồi thấy còn dữ hơn mà cái rượu mà của cậu Tư nữa, rượu gì mà muốn bà khen đó. Tôi là không có ăn hành được nha, cô cũng không có ăn nữa, không ăn cái này uống rượu cứ gì chùm nội nữa. Rồi bữa nay Hàng Lương nó làm chủ sĩ rót rượu rồi có chuyện tình trạng quên gót sẽ liên tục. Dạ chết ngựa rồi, nay đôi đũa vàng sao mà thể hiện được. Không ơi, cầm chai rượu gót cho đũa, bớt cầm đũa một chút. Cô gót xong cô lại cầm tiếp. Hàng cháo ngon quá. Ngọt, quá ngọt, 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 quá ngọt. Ngọt. Vậy chắc mời tôi xin phép đi về nhà quá. Gặp thím hai à? Vậy thăm thím hai. Đáng lý là nãy là mình ăn món hào nướng trước, xong mình ăn món cháo. Tại vì hào nướng còn nóng. Nhưng mà bây giờ nó còn nóng. Ở công nhận ở trong nông thôn dưới quê thì thấy nồi cháo bắc tinh sôi đó, tự nhiên là muốn ăn liền ha. Muốn ăn liền. Nó ngộ vậy đó. Nhờ đồ nướng nó để thẳng ăn. Dạ. Nồi cháo này cũng ngon ha. Ngon. Thì theo dùng quá ngon luôn chứ. Cái dùng mà dưới bà vợ mà đám tiệc về đãi là có nồi cháo trước. Múc cái tô cháo trước. Mình cầm cái lóc lóc dạ, lóc dạ để dạo. Đúng rồi, mình đây mình ăn cháo đó, trước. Đó đó, không nghe. Rồi video này rồi công ơi, đám tiền nào cũng có phải một tô cháo hoặc đồ cháo. Có tô cháo rồi trước hết. Dạ. Cái chỗ gì vậy? Cháo cái, là cháo thập cẩm nha. Chợ gạo cũng có đó nha. Vậy tôi đưa dâu xuống chợ gạo là như xuống dưới nó đãi cháo bò. Dạ. Cháo cũng cháo trước. Ờ cũng cháo ăn đãi cháo trước, cháo bò. Thôi giờ mình cũng lên cái món nướng cho vô cái lên món nướng ha. 1 2 3 vô. Chúc mừng món mới. Thật ra cái con này là có tới 2-3 con trong đây lẫn. Bự này dày dữ ra. Dữ dằn ha. Chè nước mắm vô. Trời ơi, mặn vô. Quá ngon. Quá dữ. Ngon không món cháo không? Còn phái món nướng này dữ lắm. Ngon hơn cháo. Nguyên chất rồi, nguyên chất rồi. Có mỡ hành nó thơm mà nó béo béo của đậu phộng nữa. Giờ ngon quá, giờ không dám ăn nhiều, giờ ăn dính thôi. một ly nữa mới được.
bữa nay nhậu xong cũng có chương trình văn nghệ đờn ca tài tử, nhưng thực tế ra không phải là tài tử gì mấy. Mình thì dân vườn thôn quê, học lớp được chút đỉnh để chơi văn nghệ cho vui thôi. Chứ thực tế ra thì nhịp nhàng mình cũng chưa gành hung, đờn thì mình cũng chưa nhìn diễn mấy, nhưng mà chủ yếu là vui, vui là chính, phải không chú Hai? Đúng rồi. À, thì ở đây thì cũng có gì sơ sót cả nhà cũng bỏ qua cho mình, đôi lúc mình cũng chưa chuyên nghiệp hung mấy. Nếu bây giờ chuyên nghiệp thì đi làm nghệ sĩ, ca sĩ rồi ha. Này mình học lớp thôi. Rồi như vậy đi ha, xin chào nha. Thì hôm nay thì có dịp đến ghe chú Hai chơi thì cũng làm vài món nhậu, rồi Lai Gai mình cũng có tổ chức văn nghệ. Thì như đây là cây nhà lá vườn, chứ mình cũng không có chuyên nghiệp gì mấy. Thì bây giờ cũng như là tôi cũng xin giúp vui chương trình văn nghệ là hai câu tân cổ được mang tên là Rừng Lá Thấp. Hát cho vui nha cả nhà. Một tràng pháo tay. Vô đi. Phải vô ly rượu chứ. Để cho chúc mừng ca sĩ vậy lại, chúc mừng ông thầy đờn. Không, mà theo như mà thầy đờn ca sĩ là người ta không có nhậu, mà thầy đờn này phải nhậu vô đó mới đờn được. Nhìn thật sâu trong màu xanh của lá, nghe trên cành con chim nào đang cao giọng hát, mà tưởng người xa đã dõi theo anh trên từng bước đăng trình. Thành phố sao lưng ôm mộng ước gì, ước mộng đang ta có một người chinh chiến hơi ấm, người tình trong giấc ngủ bình yên. Tôi là người vui triền miên chinh chiến nên mộng ước đầu nghe như đã chìm sâu. Xin gửi cho người giọng hát thật cao, bằng vô giấc chiêm bao giữa rừng sâu lá thấp. Rừng lá thấp nghe ngọt ngào như lời tâm sự đã mù xa, lời hát chinh chi rung động thật lâu, choan kiếp yêu anh linh khổ xa nhà. Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Quá độc. Thử cho ca sĩ một ly. Ông thầy đời nữa, đưa cho ông thầy đời ly rượu chứ. Trời ơi, không ngờ ông thầy đời cũng dữ ha. Vậy là nhạc đã về chưa rồi con Tư? Nhạc về rồi ha. Cũng đại diện gia đình của em cũng rất cảm ơn anh Tư rất nhiều. Chúc vui vẻ nha. Quá đã luôn. Cái ly uống ngọt, ngọt hơi nãy đó. Ngọt hơn nãy luôn rồi. Hứng hơn nãy luôn ha. Quá rồi. Thôi nãy giờ tôi cũng đến nhà chú Hai thì tôi cũng giúp vui hai câu tân cổ rồi. Giờ thôi chú Hai cũng phải giúp vui lại cho anh em ta nghe. Vỗ tay. Em thì ít nhiều mấy cái.
Thì cũng như em thì bài ca thì em cũng không có thuộc, nhưng mà giờ em đáp đời anh nhiêu thì bi. Em thuộc cái đâu em ca tới đó. Không, mình rồi, biết rồi, vui rồi, được rồi. Rồi. Vui rồi. Mà. Tại em thì đi dưới ghe thường người đặt cá không à. Ca hát thì nào giờ không có gành. Đây thâm vọng cái chú hai ơi. Thâm vọng một ly rượu cái đi. Rồi, không biết mà ca tới đâu. Đây, đây, đợi cho nó sung sung chút đây. Vô. Thôi mình trước khi chú hai ca mình phải vô. 2, 3, vô. Anh ca bán gì không giới thiệu chạy. Rồi em xin ca một câu vọng cổ là biên cương lá gơi thu hẹ. Gió Đông Sơn của Thu Hà. Nhưng cái đó là cái tựa gì mình không gành. Ca sĩ mà không biết tên luôn. Ca sĩ Việt Dương mà. Bối là Việt chứ. Ca tiếng biết sao á. Anh ca hay là anh đi ca làm ca sĩ rồi. Biên cương lá gơi thu hà em, đường dài mịt mù anh không đến nơi, mây nước buồn chung lửa binh khóc than duyên chuyện chung tình, khóc than duyên anh một mình. Trời ơi bãi xa cơ vừa chuyến trường thọ tuyền, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bạn tình chung đừng hoài công ngọn mỏi đời chờ, hãy gọi cho em trong những chiều sương lành, cánh nhạn bay về khắp nẻo trời xa. Nàng hãy ngỡ giờ đây ánh mắt trắng tàn, tháng năm này giữa vùng nơi cát trắng. Rồi chứ nhớ tới đó rồi chú Hai. Ok vậy cũng vui rồi. Sau đây là con phải yêu cầu chú Hai học thuộc một bài. Ha, quy định vậy hả? Tự nhiên nghĩ vô quên khúc đó sao vậy? chắc chưa đủ đồ quá. Chứ cái bài đó là bài năm lòng quá. Mà quên. À. Chứ nhiều khi nó cũng lộn. Vậy nói vậy chơi vô ly cũng chúc mừng ca sĩ chứ. Dạ. Cái chúc mừng luôn chứ. Bình thường ca cho cháu à, trong ca cho giỏi vậy cháu còn ngủ rồi ca nhớ cho nè. Mà tới mình vô vòng là ca không được. Rồi tới đẹp có đề nghị anh xui gì không? Đề nghị anh xui đi. Xui ca đâu được đâu mình đề nghị. Ca không được thôi giờ anh Út ca tặng cho em một bài. Được không cô? Vừa đời vừa hát được không? À, thôi vậy đưa cho anh đời luôn đi. Chuyển qua chú hai được. Giờ nha. À, thì giờ cái nhà lá vườn nay vui quá thì cũng xuống ghe của chú hai rồi nhậu cũng có mồi bé khi nọ cũng phải góp vui tới mình ca ba câu vọng cổ nha, không ca hai câu ba câu là dài hơn nữa ha, dài hơn tí. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình đờn là vừa đờn vừa ca hơi khó, lập bạch bạch kia nữa cũng bỏ qua cho mình nha. Dạ, không có gì. Dạ. Dạ. Còn chứ con cũng có biết gì đâu bắt lỗi. Rồi để tiếp tục chương trình văn nghệ dưới ghe trong hôm nay thì mình cũng vừa đờn vừa ca bản ba câu vọng cổ Thoại Khanh Châu Tấn. Vậy không vỗ tay đi trời. Quên. Anh chưa có thúc. Thoại Khanh Châu Tấn ha. Ai nức nở dòng đàn tư mà nhạc sầu rơi theo chiếc lá lạnh lùng mà rơi. Thoại Khanh ơi, tay ra rước bồi hồi xa ngân lề, cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cõng mẹ tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Mẹ ơi, đôi mắt của con nay đã mù rồi, chiếc tỳ bà trùng dây long phim giận buồn.
quá trời chiều. Mà đơn cái mình quét như nghe im nghe. Tình ta kiếp nay cộng mẹ tìm vàng chàng ơi, từng ngày phu phụ lìa đôi, lệ em như thể cá rơi trong lòng. Muôn dặm tìm nhau cho vẹn chữ can thường, mẹ già nuôi với mái tóc đầu điểm trắng, em vẫn mỏi mòn như máu thấm những buồn tim, tìm anh như thể tìm chim, chim bay biển bắc em tìm nhà biển đông, dặm đường cát bụi đây trong, bởi quá thương chồng em há mù. Chữ phu thê một ngày một bữa đạo vợ chồng, em vẫn gắn tàu khang đêm quay tơ với ảnh trăng lan, ngày tháng tạo trời vô chúc mừng ông thầy đường. Quá hay. Quá hay. Đây, đây, đây. Đi qua, đi qua. Giờ vô ly đi. Vô ly phải không? À, vô ly. Chúc mừng ca sĩ. Nhạc sĩ ca sĩ luôn. Vừa đờn vừa ca đây, khó đây, lắm, nhiều khi nó hơi lấm bấm lập danh. Nãy không đưa em đờn nhanh ca. Lấy được, lấy đưa rồi không lấy nha. Này mình ca vui rồi đó, mình cũng học lớn thì mình ca vui thôi chứ không có nhịp nhàng rồi, không có bài bản gì trơn á. Đó tại vì mình yêu văn nghệ quá rồi mình học lớp nhìn người ta cái đầu về nhà cái học học người mới mới không phải học gì về nhà cái tự học chút đỉnh nữa. Dạ. Yeah. Rồi không có chung cũng đam mê mới đờn được vậy ha. Đúng rồi, đam mê thích đờn lắm. Yeah. Ngày xưa Út thích đờn lắm. Mà bữa nay cũng dạo lại đờn hơi lập bập lắm. Dạ. Yeah. Mới dạo lại đờn cũng hơi lập bập. Nói chứ vậy chứ anh ngon hơn mấy ngày em chứ bộ. À, hôm nay mình nhận thế này, mà trước khi mình đờn ca văn nghệ như thế này, mình nhận nhớ tới một người ông anh của mình, à, thì cho nên mình cầm cái đờn lên mình sẽ nhớ, và sau đó tôi đề nghị chú hai ca một bản để gửi cho một người ông anh đó. Thì em xin gửi tặng cho anh Giàu là một câu dụng cổ, nhưng mà không biết thuộc cái đâu thì ca. Câu dụng cổ được mang tên là Lăng Trà Điệp. Vỗ tay. Ca tặng anh bao nhiêu thì bi, nhưng mà em không có thuộc. Điệp ơi mai lên trốn thành đô nhà sẽ gực gờ, xin anh đừng quên bến đò ngang sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ, xin em đừng để giả nghi ngờ, dẫu đèn đô thì ngọn xanh ngọn đỏ anh vẫn tròn lòng thương nhớ mảnh chăn quê, nhớ cái dòng sông Châu là bến lỡ bến bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa khách
nhớ người yêu, chúc công cho anh ăn học anh nguyện trọn đời không dùng cuộc đôi này. Quá hay, lần này chú hay thành công rồi. Trời ơi, xuống dây xè mà ông xuống dây hò thì chơi dây hò. Ông xuống xè, nó lẽ câu 2 xuống xè, nhưng mà ông xuống câu hò, quốc hò luôn. Vậy là hay rồi, vậy thấy không? Nghệ không? Đây là cắt cuốn không à. Em lộn khúc rồi đó, lộn qua đó. Rồi thôi, giờ vậy anh Tư ơi, bây giờ cái tiệc rượu này cũng tàn. Thôi giờ anh hát tặng trong... anh em mấy anh em một câu nữa rồi anh em mình tạm chia tay ha. Rồi. À, thôi vậy đi ha. Cái giọng cổ dưới quãng mấy cái bản vắng này thì hình như bây giờ nó bỏ lâu quá rồi không có nhớ nổi nữa. Bây giờ mình có vài ba chung rượu rồi, ví dụ nhớ được nhiều làm nhiều thôi chứ giờ chứ bằng nhớ hết là nhớ không nổi rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ trên hữu hát đi ông thầy, đời ông sụp mi rồi kìa. Thôi giờ tôi cũng xin nhấp một bản nữa sương chiều. Dạ. Được nhớ nhiều làm nhiều đã, nha chứ. Đã, 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 đã. Không biết hơi lấp dấp tí nha. Rồi không sao, Út cứ thoải mái. Quá đau quá mà. Tàn cuộc sao sơn ca đành dội bỏ ra đi, hãy ở lại đây chia nhau vài mẫu chuyện rồi sáng mai mỗi kẻ một phương trời. Có gì vướng bận nhau đâu, chia đất chút thương sầu quá lần đầu tiên mình gặp gỡ. Hầu lưu giữ sau này của đời người xa xưa, đời của tôi không có gì đang liên luôn, có một nụ cười u vỗ tay. Ôi bây giờ cũng vậy ha, cũng tối rồi. Mình sẽ vô một ly này đi rồi mình sẽ kết thúc video. Rồi cũng xin chào cả nhà ha. Hẹn gặp lại những video kế tiếp. Hơi vừa lắm rồi. Hơi sỉnh sỉnh đó. Thì mấy anh em tới đây cũng vừa thôi, mình kết thúc video, mình hẹn lại video tiếp theo. Ban nhạc cả nhà nó vô xin phép chào khán giả.